tăng thêm 3 triệu. Nếu như các bạn trả lời đúng là câu số 9 thì chúng ta vẫn còn sự trợ giúp nữa. Đang gắt ngủ, sẵn ngủ luôn. Câu hỏi số 9. Quốc gia Babylon cổ đại hiện nay nằm trên lãnh thổ của nước nào? A. Iraq, B. Hy Lạp, C. Ai Cập, D. Palestine. Babylon cổ đại hiện nay nằm trên lãnh thổ của nước nào? A. Iraq, B. Hy Lạp, C. Ai Cập, D. Palestine. Xin mời các bạn.